Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với những tình huống khó đỡ nhất của một cuộc review. Tình huống đầu tiên là một trò chơi nhảy dây trên sàn toàn nước rửa chén. Trò này chắc khó đấy, chơi xong có khi là bầm tím cả người. Đấy, dập thế này thì ê ẩm á. Một em gái Tây làm gì đây? Ui, dục này mà không lên được à? Rồi lên ga đi em. Ui, rồi. Dập rồi. Có ai thấy cái miếng dán của tôi không? Cái miếng dán là cái đó đó. Nó rất là mất cười rồi. Nó vừa nãy nhảy ở đây mà quẩy cái sung rồi bây giờ tìm không có. Ui, đây nè. Tôi đang tìm cái này nè. Ôi, xem mà chị mày thể hiện đây nè. Lớn lên là phải biết chơi bóng như chị nhé. Nhìn cho kỹ chị mày tung bóng đây. Ôi, lỗi kỹ thuật của em ơi. Một cậu nhóc chùm mình làm gì đây? Ôi, đang ăn bánh à. Chùm mình cho cô giáo khỏi phát hiện. Nhưng mà cô đã quay lại và gửi cho phụ huynh luôn rồi. Cậu nhóc vẫn không hay biết gì. Rồi, một chiếc mực nang đã mắc vào trong cái trôi. Cô em mùa nước lũ, mực nang trôi nhiều lắm đấy. Các bác lái xuồng để ý né né ra nha. Chúng ta đến với một tình huống thanh niên lần đầu lấy vợ. Còn hơi bỡ ngỡ. Uống rượu ra bôi mà cũng không biết làm cách nào. Rồi, cái tay để sao cho nó hợp lý đây ta. Khó quá, thôi mình bỏ qua đi em. Ôi, sao mà bỏ qua được. Cái tay anh cứ kỳ kỳ thế. Đây, đưa cái tay lên nào. Ôi, không được ta. Rồi thôi, uống lại đi. Đấy. Rồi, tạm thời cho qua đi. Và đến phần này đeo nhẫn cưới. Ôi, sao hôm trước thử nó vừa vừa cái tay mà hôm nay nó rộng thế không biết à. Kỳ ta. Rồi, tới lượt em đeo cho anh đi. Ủa, chiếc nhẫn của em đây. Anh đeo nhầm rồi. Trời ơi, đổi lại. Nhanh lên, không ai thấy đâu. Rồi. Ôi, hai cái thằng này chơi trò gì vui thế. À, đứng dậy. Thổi yếu quá, để tao chỉ cách thổi đây. Rồi, tình huống tiếp theo. Một chị gái trải nghiệm đi cầu kính. Đi một đoạn thì tay chân cũng đúng, không nhấc đôi chân lên đi được nữa. Đành bám vào vách núi. Này, dậy đi em. Nè, ngủ hoài vậy, biết mấy giờ rồi không? Hãy dậy đi chở nhanh lên. Thì hôm qua hành người ta cho đã, hôm nay không cho ngủ nữa. Làm gì kêu răng răng đấy, bực cái mình à. Ông chủ bán cho cái dưa. Đấy, dưa của cô đây. Ủa, cái ông này sao nhìn tôi cười hoài vậy? Mặt tôi dính gì à? Anh nhìn xem em có dính gì không? Không có gì đâu, bạn xinh thế. Rồi. Nè, không có gì đúng không? Rồi. Có gì thì trả tiền đi về. Sao lại phụ nữ thế kia? Rồi, xong rồi. Rồi, về đây chết với bà. Dám trôn bà. Về đây. Mày có tìm tao đỡ ba một cái là mấy cái bi này nó vào lỗ hay không? Mở mắt to ra mà xem nha. Rồi, bể cái bình bông của quán rồi. Quá chính xác. Rồi, nhìn ông cắt cái mướp mà nó chán thế không biết. Ui. Rồi, cái ông này làm gì thế? Chết cơ à? Cứ làm thế không à? Rồi, xuất hiện thanh niên làm gì đây? Ui, lấy cái thang à? Ui, rồi, em gái xuống kiểu gì đây? Rồi, để anh giúp cho. Rồi, anh đến nha. Ôi, thanh niên không thế. Người đẹp. Ui, đang ngủ mà ai hôn thế? Quỷ sứ à? Hôn là hôn lén à? Đây, công khai thế này đi nha. Ui, thanh niên xuất hiện nha. Quá đã. Đừng, có vợ anh ở đây mà em làm thế và anh nghi ngờ đấy. Đây, để cái chén đây. Nè, đó, em bỏ vào đi. Rồi.
Rồi, chúng ta sang tình huống tiếp theo đi. Thanh niên làm gì đây? Nè nè, có yêu anh không? Ừ. Nè nè, ôi, làm đi chứ, làm đi. Này, ôi, làm gì thế em? Bóp cái vai giùm anh cái coi. Hôm nay không biết làm gì nữa là mỏi thế, không biết à? Ôi, cười ngon nghẽ thế nhờ. Có chuyện gì đây? Ôi, ôi. Khi mẹ nói vào phòng tập yoga mà hôm nào cũng thấy mẹ nằm ngủ xa xưa như vậy. Rồi, đã tìm thấy cái lỗ thích hợp của mình rồi, cho anh cắm vào cái coi. Trời, thấy chưa, đèn sáng lên rồi. Trời, có khách tới, có khách tới. Ủa, đâu rồi ta? Ui, có ai thấy ở đâu? Ui, mày cứ giỡn với chị mày à. Rồi, tới đi bên đây này. Ui, ui, cái đồ thật giả, hóa ra là con trai. Biết thế thì anh không nhiệt tình như vậy đâu nha. Rồi, lần sau thì nhớ buộc cực chặt vào. Rồi, chúng ta cùng đến với một phong cách cắt tóc độc lạ. Cắt thế này thì không tới một phút là xong rồi. Con chú có quả đầu này thì không đúng ha. Ra ngoài đường chắc là có khối bà đi theo đấy. Rồi, nhanh nhanh, phú, còn tí nữa thì nó chạy xuống đấy. Nhanh, ui, cái gì thế? Ui, hai cái thằng vô sự này, xe ra coi. Để rồi chị mày xử lý đây nè. Ôi, chuyện nhỏ thôi. Đây, thấy chưa? Khi cô dâu là nghề đi dây thì đám cưới chắc có lẽ nhảy cả nguyên buổi. Ăn uống gì tầm này. Nhảy xong mà tối về khỏi động phòng luôn. Mỏi cả người rồi. Rồi chúng ta cùng đến với một pha cuốc đất hết sức là hài hước. Ây xô. Ừ, nữa nào. Đù, không biết tới tối xong không. Rồi em gái hết xăng thì lấy chai nhựa đi mua xăng về thì không biết đổ bằng cách nào. Rồi không biết đổ thì sao luôn. Rồi con chú xuất hiện rồi. Đây đưa chú chỉ cho. Đấy, cứ cắm thẳng vào cứ nhấp tiếp kia thì sao mà đổ được. Rồi người yêu đứng đây mà tìm nãy giờ không thấy. Ui, anh xin lỗi nha. Anh nhầm, anh tưởng là người yêu của anh. Ê, ôm cho đã rồi đi là sao? Ê, phải anh phải đền đi, kỹ xích ở đây. Ê, gì đấy, ôm cái ở quê nha. Có phải xin lỗi. Thế chứ đẹp. Rồi, ai rồi, xong rồi, anh trai xong rồi. Ui, cái tội người gái này. Cái tội sầm xuế này. Ui, đấy. Được chưa? Rồi, ok, chút kèo tối nay nha. Ê, em gái, đi đâu đấy? Sầm xuế hả con? Ê, nhầm đường rồi kìa. Rồi, em xin lỗi nha. Ngại thế. Quần đỏ chứng tỏ chưa chồng. Tập gì thế em gái? Tập gì khó coi thế? Rồi, nhìn anh chỉ nha. Đấy, phải tập như thế này. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem hết video hôm nay. Hãy nhấn đăng ký kênh hoặc chuông thông báo để đón xem những video hài hước tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.